chào cả nhà luôn nha. Bữa nay mấy anh em tiếp tục mà con ơi. Thấy hả? Thăm giớm nhà dở lớn luôn. Hồi qua dân mấy trời lớn mà tối đi thăm mà thăm được rồi bà con. Mưa gió quá trời, đường lạnh quá không đi. Bỏ cái xe này mới ra thăm người sao rồi bà con. Mà thôi mời bà con mình thôi, mình với mấy cái trời lớn trước rồi bà con. Để có giớm sao. Ừ. Bộ chú đây sống chợ đêm hai gâu, xin chào cả nhà luôn nha. Hello, chào cả là cả nhà luôn nha, chào tất cả 500 anh em mình nha. Hôm nay mình đi cuốn lưới dở dớn cho cả nhà xem. 500 anh em mình với cả nhà nhớ ủng hộ anh em mình nha. Hôm nay cuốn lưới, ngày qua đi dăng lưới mà mưa suốt luôn, không có quay được cả nhà ơi. Rồi tối tính đi thăm quay cả nhà xem mà mưa sáng đêm hôm luôn. Rồi không thấy gì trơn, dựng ba nữa. Đừng có đi lại lá lứ đó, chuyền nghe địa trên chỗ cây chuối đó. Đứng nó đi, dựng ba nó cuốn tay lứ trước dẫn dẫn sau. Thấy đó, lạnh dần này không biết. Sao anh ba nghe đẹp, bữa nay anh ăn cá gì đây nghe đẹp? Tép. Bữa nay anh ăn tép sống nè cả nhà. Anh đòi ăn tép sống nữa nè. Tép muối đi chân. Ôi, gây nha. Nhìn quay mặt lại coi nghe đẹp. Cười hề hề cái. Nhìn thấy mặt anh chị thấy không, dễ thương không cả nhà. Nhưng mà có một cái hơi khờ. Khờ không? Dựng bà nó đã cho anh lướt cho anh đang cũng xuống cũng dài xuống đứng đàng hoàng đã đấy, bụi nó vô lắm không thấy im ru quá cả nhà. Không có dính gì trơn, sáng đêm hôm mà gì nữa nha. Không có cá móng gì trơn, dựng bà nó quá hỏi mình thăm nó im quá, bữa nay kỳ kìa. Rồi. Nãy giờ được có con cá rô một. Cái cuốn lưới lưới đó, gần gần đó nữa. Cái gì chứ ta? Đấy, qua thì cuốn. Có được con cá rô kìa. Chết queo rồi. Cua kẹp rồi. Ốc ăn chứ không phải là cua. Đi ở sau nè. Trước bờ nó vô lưới. Ba vô mệt lắm. Trời ơi trời, xuống dính cái xấu kìa. Chết luôn phải không? Vãi hầm tối ngon. Chết rồi. Rồi chết queo cá hết sức rồi. Mấy cá này còn sống chị mấy anh mày. Cá này còn sống chị mấy anh mày hực ruột luôn rồi. Nghe thiệt ơi. Quá, quá bự luôn mà đều thủy quái này bự thiệt, nhưng mà mình thả đi. Chết nó chết, ăn gì được. Chết rồi, cái thủy quái chết là nó hôi rồi. Chứ không phải như cá rô, cá chơi, cá lóc đâu. Đang sống đi. Cá đó chứ muối chiên ngon lắm người đẹp. Ôi, này mới ngọt hả? À. Sao à. Vậy? À. Ôi, 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 ôi. Này. Chơi gô, không ở đây là không có chơi bự. Gô này được con hai con, này cũng được con cặp. Chơi gô. Ông
đây cũng lứ với vớn. Này mưa hôm ấm quá đáng lý chung vô đây mới phải, mà sao không vô cả rô nó nhỏ không không bự không rô lâu lâu kiến nữa kìa. Chết rồi. Mẹ đi vô nhà gỡ quên. Ai còn sống gì vậy? Thấy hàng nào giữ giữ chân vậy nè. Lô kiến thôi kìa. Cái lô kiến không à? Chính cái chê. Không xong rồi cả nhà ơi, ta lưới mới cuốn xong. Cuốn gì không có gì trơn, chúng dễ cuốn xong luôn rồi. Lưới. Chúng dở tùm lum nha bà con ơi, đạp hết tùm lum hết 13 trơn nè bà con. Lưới mà cũng thâm nữa, đi theo đường lưới nó dở nó thâm thì đạp tựa lưa hết trơn. Mỗi ngày thành ra không về cho cả nhà xem. Còn mấy cái vớn còn sao đây vậy, wow, thấy lạ lạ hơn qua nữa nè. Qua mình buộc hỏng ở trên rồi, chắc này nó lút ở dưới rồi. Giờ lưới thắt chặt rồi, vợ vớn hồi nãy lưới bên lại cuốn là nhớt cá vậy, cá hiểu còn dính là mình biết không xong rồi chứ lưới gì mà dân không có, người ta dân dính như xèo xèo á. Thấy có tép đó dựng qua nữa, nó giống gu à, có tép lên sao đã cá đã lên tìm cái này. Ui. Ui. Rồi. Không có gì hết. Ui. Cua tép. Ồ, này cua nhiều dữ ta. Tép không ạ. Hôm nay cua nhiều dữ à? Cua trong nấu bánh canh mà. Hôm nay không có dạy con cá gì cho ta. Hôm nay chắc mua đi vô vừa mới đúng dợp nữa. Đấy á. Tép trời, nước cũng không trời. Quả nữa đi. Tép với cua. Hôm nay chạy cua hơi nhiều. Mấy con cá nè. Không có con gì quan trọng hết ha. Đây. Đây. Cua. Cái đẹp trứng không hay nha, đẹp gồng trứng không. Đẹp đồng mà. Đây đưa lưới gì nè, có mấy cái rô. Hai tay 200 mét. Chúng ăn chờ. Chúng cuốn cái nãy còn nhớt không? Rồi, được mớ tép. Ừ, không nhiều không. Rồi, lên đường. Đi ba lưu quay. Đi. Ừ, nghe được. Đây nè, đang hoàng rồi cái chừng lật cái xong nha. Không xong rồi. Không luôn. Ừ. Chúc cả nhà 500 anh em buổi sáng xem video vui vẻ nha. Chúc cả nhà và mấy anh em xem video mình bằng ăn phát tài phát đạt hết nha. Mở cái đĩa ra. Xích chuồng nè cả nhà. Đó. Anh xích chuồng rồi đó, bay để xích chuồng rồi vậy đó. Xích chuồng rồi. Đây cũng nhân lưới đây nè. Chặt thùng nào ơi. Đi đâu cô? Quá,
Không xong rồi. Cầm thùng đi. Cái đó lúc tiêu luôn rồi. Tại vì qua mày dở. Tiếp tục. Cái dấu thứ hai. Mệt sao? Rồi nhảy đã, thằng mệt. Hồi đổ bây giờ đây nè. Nước chảy vô kìa, như cắt cổ. Quen tết nhỏ nhỏ nó nhảy đó. Coi có chân chung. Không biết có chân chung rồi. Chưa giả lên đâu, không có chân chung. Có chân chung. Mày không bự. Nhảy kìa. Hai. Chân chung với con gì ạ? Cá lâu kiến. Dớt này nó chạy xeo à. Mới tép gì à. Tép. Tép không à. Cái này hết cá rồi, giờ tới xả tép nói rồi. Vô coi. Trời. Bước vô không nổi nữa. Cái này tới đây tao kéo có được ở đâu à. Đừng có thùng ra. Ông này thiệt tình chứ ông ba luôn nhẫn ngu, ông thấy ghê luôn. Đã nói ba cái đĩa ngu mà. Không được khôn, khờ thấy mẹ mà. Đây. Vậy, được con nhắn chung. Chung với con người đọc xấu. Rồi đứng lên. Rồi cái kia. Này là thua với con thừa với nhỏ nữa. Mồi trong chủ cái túi rồi có cái bọc nó vô giống không? Bọc. Cái thứ ba. Quá xá nước luôn rồi chảy. Cái ướt siêu à. Ngỡ không chi nữa. Bạn đầu kinh dính. Cầm cây đi đừng cho gãy. Rồi buộc nó lên đây. Tiếp tục cả nhà ơi, cái thứ ba coi sao. Hai cái thì nói chung cũng đủ ăn rồi. Tép không à? Không có cá rồi nhưng mà có tép. Bữa nay chín được canh phan đầu, phan cổ, phan lai. Hết biết lâu rồi, từ mùa nước tới giờ mới dính được hai em mà không vậy. Nước biêu lên nhiều mới được có em một. Rồi không thấy con gì phóng phóng chứ. Mới lại gặp xối xối nhảy xối 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 rồi mà im. Con này lội lội gì thấy im ru. Nó chứ làm cũng có được mới tép đứng ở đây nè. Thôi đi. Rồi đem lại cái qua đổ vô kìa. Đợi cái đó họ đổ xô nữa. Dạ, thở cái xô ra chút coi. Đi á. Đó, dạ. Tép không? Tép không mà con ơi. Tép không à? Cá gì chứ? Nó còn có chốt qua dưới mới cua. Rồi cái này bữa nay chai tép nhiều nghe. Tép không à? Hai ba cái chốt vậy. Hai cái chốt. Nhưng tép không à? Bữa nay tép không à? Bữa nay về không có cá đâu mặn. À, mấy giờ mình tép. Thôi đi. Chốt rồi chừng đàng hoàng.
ngước cái mặt lên coi nghe đè. Nghe đè. Ê. Ngước mặt lên coi. Nghe nó hết nè. Ông vú lại mắt cái chân. Ngước cái mặt lên gì đâu mà ngước cái kỳ hại cái coi. Đợi em cua kìa. Cái chốt bành chứ. Hết biết cái chốt bự không? Cho hết luôn ha, nghe đẹp. Bắt cho hết rồi. Lùi ra được coi. Lùi ra sẽ dưỡng ba bột lại kìa. Bữa nay tép nè. Dữ lắm tép, tôi gọi tép không à. Được một cái chốt. Ba con. Dữ lắm tép rồi. Nghe thì là lụm con tép mà bỏ không coi. Ừ. Nghe lên. Hôm nay chạy tép mụn à. Tép không à? Ừ. Không thấy gì lạ lạ hết tép không à. Thứ ba em có chốt gì mà nhân lưới không dính là sao nè. Tới nhà cả nhà ơi. Như thường lại chị thấy nhà chung qua nó đổ ra đổ như y gan như thường lại. Hôm nay gian lứa không có dần nữa rồi, mấy thằng dưới thằng lứa về bà con ơi, đổ về cho bà con đó, tép không à, tép không à, tép không à. Cái này nó chạy xe tép không bà con, không có cá gì chứ. Này chạy được ông này. Rồi, anh cái chốt này dựng ba đó. Biết cái chốt luôn rồi. Rồi. Anh để chuẩn chụp cái chốt bị khô khô. Ừ. Không có lương luôn. Rồi khiến. Có gì cho mình coi, bữa nay có mới tép với mới cua. Cua kinh. Lương cũng lương nó xíu à. Rồi quay cho bà con xem ngày mới được như vậy bà con. Thôi chào bà con, mong bà con lại biết sao. Tạm biệt cả nhà luôn nha, hẹn cả nhà lại clip sau nha cả nhà. Cả nhà nhớ ủng hộ anh em mình nha. Cua này ai bé cạn chứ anh ơi, cua bự. Gãy chưa đâu bạn.